Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đến thăm làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp, tặng quà cho công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn GG Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Thăm làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn GG Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bởi dịch COVID-19. Đồng chí tin tưởng rằng với đường lối kinh doanh đúng đắn cùng các biện pháp khôi phục sản xuất, mở rộng thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Động viên công nhân, người lao động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định cấp ủy chính quyền và công đoàn các cấp luôn đồng hành chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, người lao động. Đồng chí mong công nhân, người lao động tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa ổn định sản xuất kinh doanh. Đồng chí cũng mong các doanh nghiệp sẽ tiếp tục chung tay cùng chính quyền và công đoàn các cấp chăm lo đời sống cho người lao động, tạo điều kiện để công nhân, người lao động phát huy tính sáng tạo, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật tạo ra năng suất lao động cao, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Nhân dịp này, tại công ty trách nhiệm hữu hạn GG Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã trao 250 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trao tặng gạo cho 482 công nhân, người lao động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam, 50 công nhân lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, được trao tặng quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, mỗi suất quà trị giá 750.000 đồng. Ngoài ra, phòng khám đa khoa Hưng Hà Phố Núi tặng 150 phiếu khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, người lao động của hai công ty.